Hải đang phát sinh cho bạn. Sau đây Hải đang xin giới thiệu các bạn cần Sakurano, quả Ruby, Ruby sản xuất. Đến tay các bạn nhé. Hiện Hải đang đang phân phối 3 size, 36 và 54, 45. Sakurano Ruby đây ạ. Thông số cần đây ạ. Đó, thông số cần đây ạ. Ba mươi sáu hàng F2 367, trọng lượng là 100, thu gọn là 108, trọng lượng là 88 gram, 4 đốt, đường kính ngọn là 1 mm, nhấc bổng là 1 cân 8. Đường kính gốc là 22.8. Độ cứng của nó là tầm 4H các bạn. Mở hộp ra xem. Trong hộp là có thông số của cần này, đây là thông số của cần, cạnh hộp này là thông số của cần, giấy của nhà sản xuất, cạnh này là bao đựng cần này, túi đựng cần này, cần này. Tám tám gram 36, khá nhẹ, cảm giác quá nhẹ. Vành kim loại chống nứt chống xé đây các bạn. Chào. Đầu bị hơi chặt. Đấy, trên cần là ghi chữ anime. Sakurano bản F2, chiều dài 36, Ruby sản xuất, theo công nghệ quả Nhật Bản, tem của nhà sản xuất đấy. Các đêm thiết kế quả 4,5 m và 54 cơ bản là giống nhau, khác mỗi chiều dài và trọng lượng gần thôi các bạn. Thì Hà đang sẽ đọc thông số từng cần một cho các bạn xem. Nha. Mã của đốt. Đấy, đọc từng đây, có in luôn mã vào đốt, từng đốt một các bạn đấy. Đốt nào in mã đốt đấy. Mã từng đốt một đấy nè. Đốt này cũng có mã này. Đấy. Người rõ mã là đốt này. Ngọn. 4 đốt cả đốt ngọn các bạn nhé. Đấy, đốt ngọn của mã hàng chất lượng cao. Đấy, tiếp đến cái chỗ đeo dây bảo hiểm này các bạn, rất chắc chắn, thu gọn,
Mắc rồi, hiểu nãy đường kính phi 18. Đang cần 36. Thông số cần 36. Rồi, bây giờ Hải đang giới thiệu các bạn thông số ở cần 4,5 m và 5,4 m. Thì không mở ra nữa. Thì các cái đốt này đều có những cái mã sản phẩm, mã của đốt ở trên thân cần rồi. Bốn mét năm tám, trọng lượng là 117 gram, khá nhẹ, thu gọn vẫn là 108, đường kính ngọn là 1.1, nhất tĩnh là 1 cân 8, 5 đốt, đường kính gốc là 23.6 mm. Đây là cần 4,5 m. 54 đây. Có cả 54. 160 gram, thu gọn là 120 cm, nhất tĩnh là 200 gram, 5 đốt, đường kính gốc là 24.2 mm. Vừa rồi đang vệ sinh đã giới thiệu các bạn cần Zobi 4H có 3 size. Hiện nay đang phân phối 3 size 36 và 4,5 m, 54. Khá đẹp các bạn, nhẹ lắm ạ. Cầm 36 là nhẹ lắm. Đang vệ sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing.